chia sẻ đến các cô chú chị ba sai lầm quan trọng trong cái việc thiết kế cầu thang đối với phong thủy nhà ở. Công ty kiến trúc Phong Thủy Thẩm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Thẩm Nguyên. Và để đón nhận những video mới nhất do công ty kiến trúc Phong Thủy Thẩm Nguyên chia sẻ những quan điểm về phong thủy hay những câu chuyện liên quan đến kiến trúc làm nhà thì cô chú anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ xin phép chia sẻ đến các cô chú anh chị ba sai lầm quan trọng trong cái việc thiết kế cầu thang đối với phong thủy nhà ở. Trong phong thủy thì chúng ta biết được rằng là cầu thang là một trong những chi tiết vô cùng quan trọng, xét cả về tính thẩm mỹ hay là cả về yếu tố phong thủy thì đây là một trong những công năng rất quan trọng trong ngôi nhà. Và đối với ngôi nhà nào cũng vậy, chúng ta đều mong muốn khoe được cái chi tiết cầu thang này ra để cái yếu tố kiến trúc của ngôi nhà nó được thể hiện. Và cầu thang là một trong những, nếu như chúng ta có thể thấy rằng là các cái chi tiết khác nó đều mang tính chất hình khối, mang tính chất vuông vắn, mang cái tính chất đó là có cái sự cố định về khuôn hình, thì cầu thang là một trong những cái chi tiết mà chúng ta được khoe ra về thể hiện cái tính uyển chuyển ở trong ngôi nhà. Và bất cứ ngôi nhà nào cũng vậy, chúng ta đều muốn cái chi tiết cầu thang nó phải thật ấn tượng, đảm bảo được cả yếu tố về kiến trúc cũng như làm sao để hài hòa được cả những cái tiêu chí liên quan đến phong thủy. Nhưng thực chất kiến trúc thì ai cũng có thể nhìn ra về cái việc hình thế của cái cầu thang nó đi vòng theo cái phía đường này hay là vòng theo đường kia, nó được đi theo đường luồng, nó vuông vắn hay là có những cái đường cong mềm mại thì chúng ta đều có thể nhìn thấy ngay. Nhưng về câu chuyện liên quan đến phong thủy, kiến thức phong thủy ứng dụng trong việc kiến trúc này thì không phải ai cũng nắm được. Và một trong những cái lỗi vô cùng quan trọng trong việc đặt cầu thang hay là thiết kế cầu thang thì chúng ta sẽ đi vào cái lỗi đầu tiên. Lỗi này chúng ta có thể nhìn thấy ngay, đó là cái việc cái đường hành lang cầu thang hoặc cái đường luồng cầu thang nó đi thẳng ra phía ngoài cửa. Đây là một trong những cái sai lầm vô cùng quan trọng trong việc thiết kế phong thủy. Đối với cái việc nó thiết kế cầu thang nhưng lại để cả một cái luồng cầu thang nó đi thẳng ra phía ngoài cửa chính, đi thẳng ngoài phía cửa chính, hoặc là đi thẳng ra một phía sảnh phụ của ngôi nhà mà cả cái trục cầu thang đi ra ngoài như thế, thì trong phong thủy cái lỗi này là một lỗi vô cùng quan trọng, nó thể hiện cho cái việc thoát tài. Tại vì rằng là trong phong thủy thì cầu thang nó là điểm dẫn khí, để chúng ta biết rằng là khi mà vượng khí nạp từ đại môn, tức là nạp từ cửa chính của ngôi nhà đi vào phòng khách, tức đi vào minh đường, và tiếp theo được bổ khí đến với tất cả các công năng trong ngôi nhà và làm sao cái đường khí nó phải được loan hoàn. Và cầu thang là một trong những chi tiết điểm dẫn khí để dẫn lên các tầng bên trên. Và nếu như chúng ta biết rằng là cái lối đi lên cầu thang, chúng ta bước từng bậc đi lên cầu thang, đúng không ạ? Tương tự như thế thì đường khí cũng sẽ đi theo như vậy. Và nếu như ở đây cái đường khí mà lại đi từ cầu thang và lại chui, nó lại đi thẳng tuột ra phía bên ngoài cửa chính, thì đây là một trong những cái lỗi sai trong phong thủy để dẫn đến cái việc thoát tài. Vì rằng là cái đường khí nó cần phải có cái điểm ngưng và điểm tụ, và nếu như cái đường khí mà là cả cái trục cầu thang nó đi thẳng ra ngoài phía cửa như thế thì tất cả cái yếu tố về vượng khí rồi tài lộc rồi tiền bạc thì nó đều đi thẳng ra phía ngoài, thì cái việc này nó dẫn đến cái hiện tượng đó là thoát tài trong ngôi nhà, tức là kiếm được tiền nhưng mà không giữ được tiền. Hơn nữa một điều đó, chúng ta có thể thấy ngay trong cái việc là cái tính sử dụng của cầu thang, đối với việc cầu thang đi thẳng ra ngoài như thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đi từ trên đi xuống, nhất là đối với các cái ngôi nhà mà có cái trục cầu thang với cái số bậc nó dài, nó nhiều chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là nó tạo một cái độ dốc nó rất gấp và khiến cho cái việc chúng ta đi mà cứ cảm giác như kiểu là sắp sửa chúng ta phi ra ngoài ấy, thì việc này nó tạo ra cái việc đó là cái sự nguy hiểm trong cái yếu tố đi lại. Và trong phong thủy chúng ta đặc biệt kiêng kỵ đến cái yếu tố này. Đó là cái lỗi thứ nhất, đó là để cái luồng cầu thang nó đi thẳng ra phía ngoài cửa chính. Thì cái việc này đặc biệt kiến trúc sư hay là các thầy phong thủy trong việc thiết kế cầu thang cần phải lưu tâm và không có để phạm cái việc này. Cái lỗi thứ hai trong cái việc liên quan đến cái yếu tố thiết kế cầu thang, đó là chúng ta tính toán sai cái bậc cầu thang. Thường là chúng ta thường hay có một cái quan điểm tôi thấy các cô chú anh chị, đặc biệt là các kiến trúc sư nghiên cứu về phong thủy chưa đến nơi đến chốn, thì chúng ta vẫn cứ quan niệm một cái quan điểm, đó là tính toán bậc cầu thang theo cái con số là sinh lão bệnh tử. Thì đây gần như là một trong những quan điểm trong đạo Phật. Thực tế mà nói, trong các bộ môn văn hóa phương Đông, đặc biệt là phong thủy, chúng ta có thường xuyên nhắc đến những cái quan điểm, những cái quan niệm gắn liền với đạo Phật hoặc kể cả đạo giáo hay là các cái yếu tố khác. Nhưng trong phong thủy thì chúng ta không có xét đến cái mức đó là sinh lão bệnh tử, giống như việc là các cô chú chị đếm hạt tràng đâu. Trong đạo Phật chúng ta đếm hạt tràng theo nguyên tắc sinh lão bệnh tử để nhắc đến cái vòng tuần hoàn tuần sinh của một con người, từ cái việc khi sinh ra đến khi chết đi.
Nhưng đối với phong thủy thì không như thế. Đối với phong thủy người ta chỉ quan điểm đến hai cái khái niệm, đó là âm và dương, với là số chẵn và số lẻ. Thì trong cái việc số bậc, đếm số bậc cầu thang thì người ta sử dụng số lẻ, tức là người ta nhắc đến cái số lẻ là cái số sinh. Giống như trong cái khóa học xây dựng ekip mà thầy Tăng Nguyên đã chia sẻ đến các cô chú chị về việc quan điểm số lẻ và số chẵn, thì trong cái việc ví dụ chẳng hạn người ta lựa chọn cái ngày dương để người ta chặt cây, vì rằng là lựa chọn cái ngày dương là chặt cây là số dương là số thành, còn số lẻ là số sinh, thì người ta chặt cây đi để chặt đứt cái sự sinh sôi của cây đấy và nó không có mọc lên nữa, là người ta chặt đứt để kết thúc cái sự sống của cây, thì người ta chặt vào ngày dương chẳng hạn. Còn đối với việc người ta xây nhà thì người ta chọn cái số bậc cầu thang là cái số lẻ là số sinh để thể hiện mong muốn cho cái việc cái ngôi nhà nó sẽ còn phát triển cao lên nữa, cao lên nữa, cao lên nữa, giống như cái việc những con người sống trong ngôi nhà đó thì sức khỏe rồi tài lộc rồi gia đạo rồi sự nghiệp sẽ còn phát triển lên. Do đó người ta chọn số bậc cầu thang là số lẻ là số sinh, thế thôi. Tuy nhiên một điều đó, rất nhiều cô chú anh chị ở đây là băn khoăn giữa cái việc số lẻ của bậc cầu thang là ở đây là tính thêm số lẻ của từng tầng hay là số lẻ của cả một cái số bậc cầu thang của tổng cả ngôi nhà. Nếu như chúng ta hiểu được rằng là nếu như chúng ta tính toán theo số lẻ của bậc cầu thang tính tổng một ngôi nhà thì chúng ta biết rằng là hai số lẻ cộng vào thì chắc chắn nó thành một số chẵn. Do đó rằng là cứ phải xây nhà số tầng lẻ thì mới được số bậc cầu thang lẻ. Chứ đâu là xây chẵn tầng, ví dụ như 2 tầng, 4 tầng thì chắc chắn tổng số bậc cầu thang nó sẽ phải là chẵn. Do đó rằng là cái quan điểm này nó không có chính xác. Mà để chúng ta tính số lẻ bậc cầu thang là chúng ta tính số lẻ bậc đối với từng tầng một thôi. Và số lẻ bậc cầu thang chúng ta có thể quy ước thành các số bậc, ví dụ như 19, 21, 23 bậc tùy theo cái chiều cao của tầng nhà thì chúng ta lựa chọn số bậc cầu thang. Đồng thời rằng là người ta quan niệm số lẻ bậc cầu thang là bởi vì nó căn cứ vào cái nhịp sinh học của con người. Chúng ta bước với số lẻ bậc thì nó tốt cho cái việc sức khỏe và tốt cho cái nhịp tim. Do đó rằng là chúng ta lựa chọn cái số lẻ bậc cầu thang là 19, 21 hoặc là 23 hoặc là 25 bậc tùy theo cái chiều cao tầng của chúng ta xác định. Đối với cái việc là thiết kế đối với kiến trúc sư rằng là nếu như muốn ngôi nhà có cái độ chiều cao nó, chiều cao tầng nó cao để tạo thông thoáng độ mát chẳng hạn, thì cái số bậc cầu thang tương ứng nó sẽ là cái số nó cao hơn, ví dụ 23 bậc hoặc 25 bậc. Còn nếu như chiều cao của chúng ta quy ước để mà tính toán làm sao cho nó hài hòa thì chúng ta có thể lựa chọn số 19 hoặc là 21 bậc. Cái đấy là tùy theo cái việc kiến trúc sư thiết kế. Nhưng chúng ta lựa chọn số bậc cầu thang là số lẻ bậc tính theo từng tầng một các cô chú chị nhé. Do đó rằng là hai cái quan điểm đó là tính theo sinh lão bệnh tử thì trong phong thủy nó không có ứng dụng. Cái thứ hai là tính tổng số bậc của cả ngôi nhà là số lẻ thì vấn đề nó không chính xác. Chúng ta tính số lẻ bậc cầu thang đối với từng tầng một, đó là một trong những cái quan điểm rất quan trọng. Và trong bộ hồ sơ phong thủy, tư vấn phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên thì cũng được thể hiện rất rõ trong cái hạng mục liên quan đến việc tư vấn kích thước cổng cửa và số bậc cầu thang, thì cũng được thể hiện rất rõ ở cái trang chúng ta sẽ thấy như sau. Đó là cái phần thể hiện kích thước cổng cửa thì cũng có chia sẻ rất rõ cái quan điểm về cái số bậc cầu thang, chính là cái phần hạng mục này, các cô chú anh chị chú ý nhé. Cái phần hạng mục liên quan đến việc đó là kích thước cổng cửa và cũng như là số bậc cầu thang cũng được thể hiện rất rõ ở đây. Số bậc cầu thang lựa chọn với số bậc 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23 hoặc 25 bậc là cái số sinh. Số bậc thềm bậc cầu thang là số lẻ, và một cái ý tiếp theo đó là số bậc được tính từ sàn này lên sàn kế tiếp, không tính tổng số bậc. Do đó rằng là chúng ta hiểu đây là số bậc là xếp theo số lẻ và tính theo từng tầng một, các cô chú anh chị chú ý nhé. Bởi vậy cho nên rằng là các kiến trúc sư hay là các gia chủ chúng ta cần phải rõ ràng cái tinh thần cũng như là lựa chọn đúng cái quan điểm thì chúng ta việc làm nhà chúng ta trở nên yên tâm hơn, tránh cái việc đó là chúng ta cứ bị tác động bởi người này một ý, người kia một ý thì cái việc làm nhà nó trở nên mông lung và chúng ta trở nên lo lắng chứ không phải là vui vẻ nữa. Đó là cái một trong những cái sai lầm tiếp theo, đó là sai lầm số 2. Chúng ta bước sang cái sai lầm số 3. Sai lầm số 3 đó, trong cái việc này liên quan đến kiến trúc nhiều hơn, trong cái việc thiết kế cầu thang thì chúng ta cần phải chú ý đến cái chiều cao độ của cái số tầng của chúng ta, đúng không ạ, chiều cao độ của từng tầng, và căn cứ vào đấy chúng ta thiết kế cái số bậc cầu thang sao cho nó hợp lý. Và thường chúng ta sẽ để cái chúng ta cần phải tính toán đến cái chiều cao của cổ bậc cầu thang cũng như là cái chiều rộng của cái mặt bậc trong khi chúng ta bước lên ấy, để làm sao cho nó hợp lý với lại là cái chiều cao tầng, tổng số cái chiều cao của bậc xếp vào với nhau thì sẽ ra cái chiều cao tầng, đúng không ạ? Và chúng ta tính toán để làm sao cho nó vừa khớp với số lẻ cũng như là cái chiều cao của bậc cầu thang chúng ta khuyến nghị ở đây là 15 phân thôi, để làm sao cái việc chúng ta bước lên để nó thoải mái với cái bước nhịp của cái con người, với cái chiều cao trung bình của cái người Việt Nam, cũng như rằng là chúng ta bước lên sao cho nó được cái nhịp độ thoải mái. Cao quá thì nó cũng không tốt, và thấp quá chúng ta bị hụt. Và cái mặt bậc của cầu thang thì chúng ta cũng khuyến nghị với cái
Bề rộng nó khoảng 25 phân, tức là nó ngang, nó vừa phải với lại cái gang bàn chân của cái người Việt Nam á, thì nó sẽ hợp lý hơn với lại cái việc thiết kế. Tránh cái việc các cô chú chị sẽ thấy rằng là nếu như cái cổ bậc cầu thang nó quá cao thì cái việc nó sẽ dâng lên cái số, nó sẽ khi mà cái số tầng, số chiều cao tầng chúng ta đã fix lại rồi thì cái cổ bậc cầu thang mà chúng ta lại quá cao và quá thấp thì sẽ dẫn đến nó bị hụt, đúng không ạ? Thì trong cái việc thiết kế kiến trúc nó rất là xấu. Cái tiếp theo nữa liên quan đến cái bề rộng của mặt bậc. Bề rộng mặt bậc mà chúng ta nó quá hẹp hoặc quá rộng thì nó sẽ khiến cho việc cái nhịp cầu thang nó không có tới hoặc là nó bị dư quá, thì việc này rất xấu. Do đó rằng là khi mà đội ngũ kiến trúc sư của công ty Nguyên thiết kế thì thường khuyến nghị cái chiều cao của bậc cầu thang nó khoảng 15 phân và cái mặt bậc cầu thang nó 25 phân. Do đó rằng là các cô chú chị căn cứ vào thực tế tình hình của cái ngôi nhà của mình trong cái việc thiết kế để mà tính toán cũng như là đưa ra cái phương án sao cho nó phù hợp, không quá cao với chiều cao của bậc và không quá rộng, không quá hẹp với lại cái bề rộng của mặt bậc cầu thang. Thì như vậy là ngôi nhà chúng ta nó sẽ vừa đảm bảo cái yếu tố về thẩm mỹ kiến trúc và vừa đảm bảo các cái tiêu chí phong thủy. Và trên đây là cái việc Đức Trung có chia sẻ đến các cô chú chị ba cái sai lầm cũng như ba cái lưu tâm quan trọng trong việc thiết kế cầu thang. Dĩ nhiên rằng là đối với các cái kiến thức chuyên sâu của phong thủy chính phái, nó còn xét đến các cái yếu tố về vị trí đặt cầu thang trong ngôi nhà. Đối với nhà ống thì đặt bên trái hay bên phải, từ đó quyết định cái việc đường hành lang nó sẽ là bên trái bên phải tương tự. Hay là đối với các ngôi nhà vườn, nhà vuông thì cái việc chia khối, chia ô của ngôi nhà và đặt cầu thang ở ô nào là một trong những cái việc tính toán vô cùng quan trọng nữa đối với phong thủy cao cấp. Thì ở đây trong cái video này Đức Trung giới hạn đến thời gian và giới hạn cái số lượng kiến thức để chúng ta không có quá mông lung, và để nếu như cái phần kiến thức sâu rộng hơn nữa thì các cô chú chị nên rằng khuyên các cô chú chị hãy đặt niềm tin cũng như lựa chọn một đơn vị chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy và kiến trúc để tư vấn các cô chú chị một cách kỹ hơn, để tránh cái việc đó ngôi nhà của chúng ta đặt sai điểm cầu thang, đặt sai vị trí cầu thang thì sẽ dẫn đến cái việc hung họa chứ không phải là mang đến cái điều cắt lợi. Như Đức chúng ta nói, cầu thang là điểm dẫn khí và trong phong thủy chúng ta ứng dụng để chúng ta điều tiết cái yếu tố về trường khí nó tốt. Nếu như cầu thang đặt ở vị trí cắt lợi thì nó sẽ mang lại cái điều may mắn, nếu đặt sai thì sẽ mang lại cái điều hung họa. Do đó rằng là những kiến thức sâu rộng hơn thì các cô chú chị hãy để chuyên gia tư vấn thì sẽ yên tâm hơn. Và phong thủy Thái Nguyên chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng phong thủy vào kiến trúc, để cái việc trả kết quả của các cô chú chị là một cái bộ hồ sơ công năng kiến trúc phong thủy như thế này nó sẽ thật sự hoàn hảo và khiến cho chúng ta yên tâm tuyệt đối trong cái việc làm nhà, đồng ý không ạ? Do đó rằng là ba cái tiêu chí đơn giản và cũng như quan trọng trong việc thiết kế cầu thang Đức Trung đã nhắc đến: một là không để cái đường cầu thang nó đi thẳng ra ngoài cửa; cái thứ hai đó là tính toán số bậc cầu thang, tính toán số bậc cầu thang nó cần phải đúng quan điểm đó, số lẻ và tính toán theo từng tầng một; và cái thứ ba đó là chiều cao của bậc và cái mặt bậc cầu thang nó cần phải hợp lý trong cái việc kiến trúc để ngôi nhà chúng ta nó có sự hài hòa giữa cả kiến trúc và phong thủy. Chi tiết sâu rộng hơn liên quan cái việc thiết kế ngôi nhà như thế nào hãy để đơn vị chuyên gia tư vấn kiến tạo cùng cô chú chị về ngôi nhà của mình thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là xin phép sẽ hẹn gặp lại các cô chú chị trong những buổi chia sẻ tiếp theo liên quan đến cái việc những quan điểm phong thủy và những cái lưu tâm trong việc vấn đề làm nhà. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại.